Báo Nói kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cô gái được coi như vũ khí bí mật của Donald Trump. Quý vị và các bạn thân mến, xinh đẹp, tài giỏi và tốt bụng, Ivanka Trump hiện nhận được sự yêu mến từ nhiều người, kể cả những ai không thích ông Donald Trump. Không chỉ sở hữu ngoại hình quyến rũ, Ivanka Trump còn khiến nhiều người yêu mến và ngưỡng mộ bởi khả năng kinh doanh không kém cạnh cha. Ivanka Marie Trump là con gái duy nhất của Tổng thống Mỹ mới đắc cử Donald Trump và người vợ đầu tiên, bà Ivana Zelnikova. Họ có với nhau 3 người con, Donald Jr. 38 tuổi, Ivanka 35 tuổi và Eric 32 tuổi. Trong đó Ivanka là người nổi bật hơn cả vì những thành công cô đạt được. Cô cũng là ái nữ khiến ông Trump rất tự hào. Ivanka sinh ra và lớn lên tại Manhattan, New York của Mỹ. Sau khi cha mẹ ly hôn, cô ít có cơ hội gần gũi với từng thành viên trong gia đình hơn, đặc biệt là người cha quyền lực. Năm 2004, ái nữ nhà Trump tốt nghiệp đại học Pennsylvania, nơi cha, anh trai và em gái cùng cha khác mẹ Tiffany từng học với chuyên ngành kinh tế. Cô cũng được bầu chọn là sinh viên ưu tú của trường. Hiện nay, Ivanka là phó giám đốc phát triển và đầu tư của Trump Organization. Cô đồng thời là một trong 100 phụ nữ lãnh đạo Hedge Funds, hiệp hội dành cho những nữ chuyên gia về tài chính. Không chỉ kế thừa sự nghiệp từ cha, Ivanka còn tự phát triển công việc kinh doanh của riêng mình. Trước Trump Organization, cô từng có thời gian ngắn làm việc cho công ty bất động sản Forest City Enterprise. Năm 2007, cô hợp tác với Dynamic Diamond Corp cho ra đời dòng sản phẩm trang sức vàng và kim cương mang tên Ivanka Trump Fine Jewelry. Đến tháng 10 vừa qua, thương hiệu của cô đã mở nhiều chi nhánh tại các quốc gia như Canada, Bahrain, Kuwait, Qatar, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Ngoài ra, tiểu thư người Mỹ còn kinh doanh quần áo, túi xách, giày dép và phụ kiện, gọi chung là Ivanka Trump Collection. 8X thường xuyên quảng bá các sản phẩm của mình trên Twitter 2,2 triệu fan và Instagram 1,5 triệu fan với hashtag Woman Who Work. Nữ doanh nhân cũng dự định kinh doanh thêm đồ gia dụng và quần áo trẻ em. Ông Trump cho hay, con gái thừa hưởng từ ông khả năng kinh doanh và tầm nhìn mang tính tương lai. Con bé luôn là học sinh xuất sắc mà không cần làm việc quá chăm chỉ. Một cô gái dễ mến ngay khi mới tiếp xúc. Tôi cũng thấy ở con sự mạnh mẽ và bền bỉ. Giống như cha, Ivanka có niềm đam mê với các tòa nhà và là người tham vọng. Hồi nhỏ, cô thường cùng cha mẹ đến những công trình xây dựng. Trump thường cho con xem các bản vẽ, trong đó có một bản chứa lời nhắn: Ivanka, cha rất mong chờ ngày chúng ta có thể làm việc cùng nhau. Tôi thích làm thứ gì đó mang tính lâu dài và có tầm ảnh hưởng lớn. Bằng chứng cho câu nói đó của bà mẹ ba con là hàng loạt dự án tầm cỡ hiện nay ở Vancouver, Philippines, Bali. Ivanka kể năm 18 tuổi, cô đã xác định được tham vọng của mình nhưng còn hạn hẹp, chỉ nghĩ sẽ xây một số tòa nhà nhất định. Theo thời gian, cô nhận ra suy nghĩ đó là lớn lao nhưng không cụ thể, vì bạn sẽ chẳng bao giờ biết cuộc sống sẽ đưa bạn về đâu hoặc cơ hội nào sẽ đến. Do đó, ái nữ nhà Trump luôn nghĩ đến việc làm điều gì đó lớn hơn, tốt hơn, thậm chí là tốt nhất. Không chỉ thừa hưởng khả năng kinh doanh từ người cha tỷ phú, 8X còn từng là người mẫu tài sắc vẹn toàn giống mẹ. 16 tuổi, Ivanka lần đầu tiên xuất hiện trên bìa tạp chí Seventeen. Kể từ đó, cô liên tục trở thành gương mặt trang bìa của những tờ danh giá như Forbes, Gold Magazine, Avenue, El Mexico, Stuff. Cô cũng tham gia trình diễn cho nhiều thương hiệu danh tiếng như Versace, Marc Bauer, Thierry Mugler, quảng cáo cho Tommy Hilfiger và Saucony Jeans. Bên cạnh đó, Ivanka cũng từng góp mặt trong các chương trình của cha như The Apprentice, Miss Teen USA và Zen, và ghi hình cho Project Runway, Von Ritz, The Tonight Show. Tháng 10 năm 2009, cô xuất bản cuốn sách có tựa đề The Trump Card, Playing to Win in Work and Life. Cô thường đọc sách của tác giả Ayn Rand và có nhiều sách về tài chính, bất động sản tại văn phòng. Nhan sắc và tài năng của Ivanka không ai có thể phủ nhận. Theo The Daily Wire, thậm chí ông Trump từng hài hước nói rằng nếu Ivanka không phải con gái tôi, có lẽ tôi sẽ hẹn hò với con bé. Mối quan hệ khăng khít giữa hai cha con được thể hiện rõ nét hơn bao giờ hết trong thời gian ông Trump tranh cử tổng thống. Ivanka luôn là người hỗ trợ, thậm chí còn là cố vấn, theo cha đến nhiều địa điểm để ủng hộ ông. Ivanka chia sẻ, cha tôi không chỉ có sức mạnh và khả năng cần thiết để trở thành tổng thống, mà còn có trái tim nhân hậu giúp ông ấy trở thành nhà lãnh đạo mà đất nước đang cần. Tuy nhiên, cô cũng bày tỏ sự lo lắng về mong muốn làm tổng thống của cha. Tấm ít nói, là một công dân, tôi ủng hộ những gì ông ấy đang làm, nhưng là một người con gái, đương nhiên, cảm giác sẽ phức tạp hơn. Mặc dù vậy, Ivanka khẳng định, cô yêu và ủng hộ cha hết mình, luôn có mặt khi ông cần giúp đỡ.
khi Donald Trump bị chỉ trích về những lời lẽ gây sốc, xúc phạm người khác, cô tiết lộ cha mình là người không phân biệt giới tính nên không thích ai sẽ nói thẳng. Ông vẫn coi trọng phụ nữ và ưu tiên những người có năng lực hơn là để ý đến tiểu sử, giáo dục hay giới tính của họ. Ivanka bày tỏ, tôi không tham gia vào chính trị nhưng tôi sẽ thử thách ông ấy với tư cách là một người con. Arabella, con gái của Ivanka, cũng thử thách tôi mỗi ngày. Mọi người hỏi tôi đã bao giờ bất đồng với cha. Thật lạ nếu tôi nói là chưa. Roger Ailes, CEO của Fox News, từng lên tiếng chỉ trích những lời lẽ mang tính xúc phạm của Trump. Tuy nhiên, khi nhắc đến ái nữ nhà tỷ phú, ông khẳng định Ivanka là vũ khí bí mật của Trump Organization. Cô ấy không chỉ có kiến thức kinh doanh mà còn rất thông minh, thừa hưởng những kỹ năng tốt nhất của cha và tạo nên thương hiệu cá nhân ấn tượng. Nhiều người khác cũng thẳng thắn bày tỏ, dù họ không ưa Donald Trump, nhưng Ivanka là cô gái khiến họ thực sự ngưỡng mộ và nể phục. Thậm chí, một số người không thích vị tổng thống mới đắc cử còn cho rằng Ivanka là tài sản lớn nhất, giá trị nhất mà Trump có. Ít nhất, ông cũng làm được điều đúng đắn trong cuộc đời là sinh ra Ivanka. Một vài nguồn tin cho hay, thương hiệu của Ivanka từng bị tẩy chay trong quá trình ông Trump tranh cử, nên cô cố gắng nằm ngoài chiến dịch để bảo vệ công việc kinh doanh. Tuy nhiên, Business Insider cho hay cô đã lên tiếng phủ nhận điều này. Không chỉ gây chú ý với sự nghiệp thành công, tính cách và phẩm chất của Ivanka cũng được lòng nhiều người. Bà Ivana, mẹ Ivanka nhớ lại, là đứa con ở giữa, Ivanka có vai trò giữ và tạo hòa bình. Con bé luôn là người nghĩ ra và giải quyết những vụ trao đổi ngay từ khi còn nhỏ. Nó có sức hấp dẫn rất lớn. Ivanka từng bày tỏ quan điểm về chính trị rằng, giống như nhiều người cùng thế hệ, tôi không quá rạch ròi giữa đảng Cộng Hòa hay Dân Chủ. Theo Hill Street, năm 2007, cô từng góp $1,000 cho chiến dịch tranh cử của bà Hillary Clinton. Năm 2012, cô ủng hộ ông Mitt Romney, đảng Cộng Hòa làm tổng thống. Đến năm 2013, vợ chồng cô lại xây dựng quỹ giúp ông Cory Booker, đảng Dân Chủ. Ngoài ra, cô còn được biết đến là bạn thân của Chelsea Clinton, con gái của Bill và Hillary Clinton. Ivanka chia sẻ trên Town & Country, chính trị không phải là điều tôi hướng đến. Tôi mới 34 tuổi, chưa từng nghĩ sẽ làm chính trị, nhưng không có nghĩa là khi 50 tuổi, suy nghĩ của tôi không thay đổi. Ivanka luôn đề cao vai trò của phụ nữ. Các sản phẩm của cô đều có hashtag là Woman Who Work. 8X lý giải, tôi không cho rằng ai đó làm việc tại nhà và chăm sóc gia đình tức là không làm việc. Tôi muốn phá vỡ định nghĩa về việc làm của phụ nữ. Quan điểm của tôi là phụ nữ nên tự thiết kế cuộc sống mà họ muốn. Ra Kutner, chồng Ivanka kể, mọi phụ nữ tôi gặp trong giới kinh doanh đều nói rằng vợ tôi là hình mẫu họ hướng đến. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy sức ảnh hưởng của cô ấy. Michael Edner, CEO của Winthrop Realty Trust nhấn mạnh, Ivanka là một trong những doanh nhân giỏi nhất tôi từng làm việc cùng. Tôi rất ngạc nhiên, tự hỏi liệu cô ấy có giống cha hay có sống giả tạo không? Câu trả lời là không. Michael cũng kể rằng Ivanka luôn là người hiểu rõ nhất những dự án, nên dù phải đối mặt với các mối nguy hiểm, cô vẫn bình tĩnh xử lý mọi chuyện. Linda Medin, quản lý website Man Repeller, chia sẻ về ái nữ nhà Trump. Chúng tôi đã có những cuộc trao đổi rất hiệu quả về cách quản lý công ty. Ivanka luôn lắng nghe kẻ đó nói chuyện với cô ấy và là người rất chu đáo. Mika Brzezinski, đồng sản xuất chương trình Morning Joe của MSNBC cho rằng, khi nghe cái tên Ivanka, bạn có thể nghĩ đến vụ cô ấy sử dụng sản phẩm làm từ lông, da thú, nhưng đó là người rất chắc chắn, thanh lịch và thực tế. Bạn nghi ngờ những quan điểm của ông Trump, nhưng khi gặp con ông ấy, có thể bạn sẽ quên luôn những câu hỏi của mình. Tôi biết cái cảm giác, con gái của Mika là con của cố vấn an ninh cho Tổng thống Jimmy Carter như thế nào. Nó rất khó cân bằng. Tôi chưa từng gặp ai như Ivanka, mang danh con gái của Trump. Cô ấy luôn nỗ lực làm tốt mọi thứ. Còn trong mắt người bạn Kevin Systrom, đồng sáng lập, CEO của Instagram, Ivanka không hẳn là người quá khuôn mẫu. Kevin nói, trong bữa tiệc sinh nhật vài năm trước, cũng là dịp Halloween, Ivanka đã hóa thân thành Catwoman và cháy hết mình. Cô ấy là người nghiêm túc, ngoại trừ một số lúc. Năm 2005, Ivanka bắt đầu hẹn hò với nhà phát triển bất động sản Jared Kushner. Hai người chia tay vào năm 2008 do cha mẹ Jared phản đối. Tuy nhiên, tình yêu đã thôi thúc họ quay lại và kết hôn vào tháng 10 năm 2009. Hiện nay, cặp đôi là cha mẹ của ba thiên thần đáng yêu Arabella Rose Kushner, 5 tuổi, Joe Frederick Kushner, 3 tuổi và Theodore James Kushner, gần 1 tuổi. Ivanka khẳng định, gia đình là điều quan trọng nhất đối với tôi. Cô luôn đặt câu hỏi, cuộc sống tôi đang điều khiển có hài hòa với những điều tôi ưu tiên. Sau đó, cô chọn gia đình là phép thử cuối cùng cho câu hỏi ấy trước khi quyết định việc gì.
Do đó, giống nhiều người mẹ bận rộn khác, cô luôn lo lắng về việc không dành đủ thời gian cho con, nên thường hy sinh thời gian tán gẫu cùng bạn bè sau giờ làm để bên con. Bà mẹ ba con nói: "Tôi rất bối rối khi chồng từng gọi và nói rằng Joe khóc mỗi sáng khi tôi rời nhà." Cô nói thêm: "Liệu tôi có đang cho con những gì chúng cần? Tôi chưa làm được mọi thứ cho các con, vì nếu tôi dành toàn bộ thời gian chăm con, tôi sẽ không thể làm việc hiệu quả. Tôi không thể cùng con tới lớp học chiều hay đưa chúng tới sân thể thao. Có lẽ ai đó sẽ không thể chấp nhận điều này, nhưng tôi tôn trọng họ." Ivanka rất thích gia đình đông người và luôn cố gắng làm công việc của một người mẹ. Jan nói về vợ: "Cô ấy là người vợ, người mẹ tuyệt vời, đồng thời cũng là người suy nghĩ sâu sắc, lôi cuốn, thực tế, chu đáo và nhân hậu." Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Để cập nhật những bản tin mới nhất của chúng tôi, quý vị có thể đăng ký kênh hoặc ấn subscribe kênh Báo Nói. Hy vọng rằng những thông tin chúng tôi mang lại sẽ khiến quý vị và các bạn cảm thấy hài lòng. Xin chào và hẹn gặp lại!